Gia đình mèo con là một gia đình giàu có nhất tại ngôi làng nhỏ dưới chân núi. Họ sống hòa thuận và luôn giúp đỡ người khác, đặc biệt là mèo bố, một người cha hiền lành đầy lòng nhân ái. Một ngày nọ, siêu bão Iagi bất ngờ ập tới, gây ra lũ quét và sạt lở đất, khiến ngôi làng chìm trong biển nước. Dân làng phải hạ cư đi nơi khác để tìm chỗ an toàn. Mèo bố, với tấm lòng nhân hậu, đã mở ra ngôi nhà lớn của mình để mọi người trong làng có thể thoát nạn. Tuy nhiên, giữa những người dân hiền lành, có một nhóm thổ phỉ cũng trà trộn vào. Tên cầm đầu bị gia sản giàu có của gia đình mèo con làm mờ mắt. Khi bão qua đi, lũ thổ phỉ quay trở lại. Chúng hung ác ra tay sát hại mèo bố để cướp hết gia sản. Một ngày nọ, mèo con từ thành phố trở về nhà sau khi hoàn thành khóa học trên trường. Nhưng khi về đến nơi, khung cảnh trước mắt khiến cậu choáng váng. Trong căn nhà của mình, đám thổ phỉ đang ăn uống thác loạn, nói cười như thể đó là nhà của chúng. Mèo con tức giận lao vào, hét lên, bọn mày là ai? Bố tao đâu? Tại sao chúng mày lại ở đây? Tên thủ lĩnh, với nụ cười gian xảo, nhìn mèo con rồi nói, bố mày đấy hả? Đang nằm dưới đống đất ngoài vườn kia kìa. Cả đám thổ phỉ cười ầm lên, cơn thịnh nộ bùng lên trong lòng mèo con. Cậu lao vào đánh bọn chúng với tất cả sức lực, nhưng với thân hình nhỏ bé, làm sao cậu có thể chống lại những kẻ thổ phỉ lực lưỡng? Cậu nhanh chóng bị chúng đánh ngã xuống đất đau đớn, nằm bất động tưởng như đã chết. Ngay lập tức, một tên vác mèo con đi, tưởng cậu đã chết nên vứt xác cậu vào rừng sâu. Tuy nhiên, số phận chưa kết thúc với mèo con. Đêm đó, cậu tỉnh lại, đau đớn tột cùng cả về thể xác lẫn tinh thần. Cậu lết cơ thể đầy thương tích, lòng tràn ngập nỗi căm hận và quyết tâm phải trả thù cho cha. Khi mò mẫm trong bóng tối, cậu vô tình rơi xuống một cái hang sâu. Vừa ngẩng lên, cậu bỗng phát hiện ra một con hồ ly bị nhốt trong lồng sắt. Mèo con hoảng sợ, định bỏ đi, nhưng hồ ly lên tiếng, ta bị kẻ thù giam cầm dưới này trăm năm rồi. Nếu ngươi có thể thả ta ra, ta sẽ giúp ngươi có được sức mạnh vượt trội. Trong tâm trí mèo con lúc này chỉ có hai chữ báo thù. Cậu liền đồng ý, nhờ kỹ năng mở khóa mà cha đã từng dạy. Cậu nhanh chóng giải thoát cho hồ ly. Hồ ly giữ lời, truyền cho mèo con một nguồn năng lượng mạnh mẽ và tặng cho cậu một viên linh đan. Hồ ly nói, ta đã giúp ngươi có được sức mạnh, hãy bảo trọng. Rồi nó quay đầu bỏ đi, biến mất vào bóng đêm. Khi nuốt viên linh đan, cậu cảm nhận cơ thể mình bừng lên sức mạnh siêu phàm. Mèo con, tay nắm chặt, tung một cú đấm vào tảng đá gần đó khiến nó vỡ đôi. Cậu với lòng đầy căm phẫn quay về nhà. Cậu tức giận đá tung cánh cửa biệt thự. Cậu lao vào như cơn bão, đánh từng tên thổ phỉ một. Những cú đấm như sét đánh, mạnh mẽ và bạo lực, khiến từng tên thổ phỉ ngã gục trong sự kinh hãi. Tên thủ lĩnh thấy vậy, tức giận lao ra, hôm nay tao sẽ cho mày đoàn tụ với bồ dưới suối vàng. Rồi hắn tung những cú đấm hiểm ác vào mèo con. Với sức mạnh siêu nhiên, cậu phản đòn bằng những cú đánh chí mạng. Các chiêu thức tung ra liên tục, không khoan nhượng như muốn nghiền nát hắn. Cuối cùng, với một cú đấm mạnh mẽ, mèo con đập thẳng vào đầu tên thủ lĩnh, khiến hắn ngã gục trong sự kinh hoàng. Mèo con, mệt mỏi và đau đớn, quỳ trước mộ cha mình. Nước mắt cậu lăn dài trên má. Con xin lỗi, bố ơi, con đã về muộn. Dân làng kéo đến, đứng sau cậu, xót xa. Một người lớn tuổi đặt tay lên vai cậu. Con không có lỗi. Hôm nay, ông ấy đã được yên nghỉ. Chúng ta biết ơn sự dũng cảm của con. Trong ánh chiều tà, mèo con nhìn lên trời, lòng chịu nặng. Cậu thề với cha mình rằng sẽ sống tiếp, bảo vệ những người mà cha đã từng yêu thương, tiếp tục con đường lương thiện và bao dung mà cha cậu đã chọn.